Rồi, ok các anh chị, đây hôm nay Nhi sẽ giới thiệu cho các anh chị cô chú một con máy mài mẫu mới của DeWatt, diện mạo mới, gọn gàng hơn, mạnh mẽ hơn, với những cái thiết kế là công thái học về công tắc chống bụi luôn ha, và mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Nói chung là cái mẫu này rất là nó là công nghiệp hạng nặng á mấy anh chị. Im hơn ha. Do con này công suất nó lần này nó làm hơi bị trâu rồi à, sản xuất tại Ấn Độ. Và bây giờ các anh chị sẽ cùng Nhiên tìm hiểu về con máy này đã vô cùng luôn anh chị. Mừng quý anh chị cô chú đã quay trở lại kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồng Nhiên. Hôm nay Nhiên sẽ giới thiệu các anh chị cô chú một con máy mài mà mình nhìn thấy là đã khoái, nghe giá và phải mua, mà độ bền là khỏi phải bàn cãi luôn. Một con máy mài DeWatt thương hiệu, đây là mẫu thương hiệu DeWatt, là thương hiệu của Mỹ, và đây bây giờ hiện tại đang sản xuất tại Ấn Độ, không có còn chơi với Trung Quốc, không phụ thuộc Trung Quốc nha. DeWatt cái mã model con này là DW801, công suất của nó lần này nó cải tiến lên tới 850W. Này Nhiên khui ra con máy. Và các chị Nhiên nói là cái con máy này mới vừa về luôn mà nhìn thấy là thấy phải ghiền luôn á. Nhiên mở máy này ra nhìn thấy khoái luôn mà công suất lớn nữa. Rồi, đầu tiên các chị thấy là có cái tay nắm là chắc chắn rồi ha. Đồ của đồ quá, tay nắm là thấy đã rồi. Tiếp theo nữa là nó bonus cho mình một cặp thang nè. Đó, đây nó dán bonus một cặp thang. Thang xịn của hãng đàng hoàng. Rồi cái khóa của DeWatt là mấy anh chị biết là nó đã rồi đó ha. Rồi ở đây là nó có một cái bảo vệ của hàng chính hãng này, dày dặn chắc chắn vô cùng nè. Rồi ở đây nó có một cái phiếu bảo hành. DeWatt hiện tại nó có 17 trung tâm bảo hành trên toàn quốc mấy anh chị. Có thể là mình các anh chị thấy là thành phố nè, Vũng Tàu, Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Phan Thiết, Lâm Đồng và Nha Trang có đầy đủ các cái trung tâm bảo hành đó chị. Và đây là sản phẩm của chúng ta, sản phẩm được bảo hành lên tới 3 năm. Đây là sách hướng dẫn nha. Rồi, sản phẩm bảo hành 3 năm. Con máy này nó nặng 1,9 kg nha mấy anh chị. Con máy này thiết kế mới rất là đã. Thì mấy anh chị mở ra ma ra mình thấy trước tiên là cái dây của DeWatt thì nó làm rất là xịn rồi. Cái dây này nó dài là 2,2 m, nặng 1,9 kg, dài 2,2 m. Con này công tắc ở phía sau đuôi. Cái mã của model con này như Nhân nói là DW801 à, cái con này á, là công suất của nó là 850W, công suất cải tiến hoàn toàn luôn anh chị nha. Công suất lớn để nó vượt trội hơn. Mấy anh chị thấy nhưng mài, những ép, nhưng tì cỡ nào nó cũng đã hết á, không có yếu tiêu tua ha. Điện 220 và cái tốc độ của con này là 11.000 vòng trên 1 phút. Cốt là M10, đá là 100mm, tức là nó thông dụng anh chị nha. Ở đây nó ghi nè, DeWatt là của Mỹ nhưng mà đây là Made in Ấn Độ, India, sản xuất tại Ấn Độ, không còn phụ thuộc vô Trung Quốc nữa. Rồi mấy anh chị mình sẽ thấy là cái con DeWatt này ở trên này nó khắc nổi chữ DeWatt nè, khắc nổi DeWatt, nặng 1,9 kg, khắc nổi cái nút này nó làm lớn hơn, nó lòi ra để các anh chị dễ thao tác khi chúng ta thay đá nè. Đó, cái khóa cực kỳ dày, thấy không? Đó thì dễ thao tác hơn. Những cái con vít như thế này mấy anh chị thấy DeWatt nó làm không? Vừa dít dẹp vừa lục giác sao đó, còn dít ở dưới là ba ke đó, cốt là M10-100 ha đó. Thang của con này á là nó sử dụng thang ở hai bên, mình mở con dít ra là mình thay thang được. DeWatt xịn, nó đóng nổi trên này DeWatt. Và ở chỗ này mấy anh chị thấy là 2020 à, sản phẩm 2020 khắc nổi lên trên này luôn đó. Nhiên sẽ chạy thử cho mấy anh chị nghe và báo một cái mức giá nghe là ghiền luôn ha. Đây mấy anh chị công tắc sau đuôi nè. Bật lên. Mấy anh chị thấy là nó làm một cái viền này để bảo vệ cái công tắc này nè, mấy anh chị thấy không? Khi nó làm cái viền này, các anh chị bảo vệ ở đây thì nó rất là ok ha. Rồi, thêm một cái nữa là cái đuôi cao su của thằng DeWatt này nó làm rất là chắc chắn, rất là dày dặn. Thì ở đây nhưng có một con máy nhưng sẽ khui ra cho mấy anh chị coi
Nhìn con máy là mấy anh chị ghen luôn. Duyên cũng mới khui lần đầu tiên, về tới là nhìn thấy là những khoái rồi. Ở phía sau đuôi mình tháo ra, công tắc sau đuôi thì cái mức độ an toàn nó cao ha. Rồi thì mấy anh chị là thấy cái thang nè, cái thang của con đầu quát này á, nó hay ở một chỗ trong này, nó có một cái tim của nó, tim lò xo trong này. Thì khi hết thang thì nó tự động nó bung ra, nó không chạy nữa, thì cái máy chúng ta nó sẽ bền hơn mấy anh chị, nó không có bị giống như là hư cổ góp đó. Rồi dây của nó mấy anh chị thấy nè, tất cả dây đầu dắt vào đầy đủ luôn ha. Bây giờ mình sẽ khui trên đầu ra. Mấy anh chị thấy nhông của đều quát nè, mấy anh chị thấy không, nhông nó là nhông xám cho nè, nhông thì rất là tốt rồi. Bạc đạn của đều quát mấy anh chị biết nó bền. Ở phía sau này nó là bạc đạn đũa, đồ xịn, nó làm nhìn thấy đã ha. Rồi bây giờ mình khui ra, nhưng chưa từng khui con này luôn nè. Đồ đầu nhôm nó gần nhìn nó rất là dày dặn, đồ đều quát nó làm rất là dày dặn. Đặc biệt cái nút này là cải tiến rồi mấy anh chị, rất là dễ bấm ha, nó không phải như những cái đời trước nó khó bấm hơn. Rồi bây giờ mình khui ra ở trong ra. Đây là cái tem bảo hành kích hoạt, bảo hành 3 năm nè mấy anh chị. Mình cào mình kích hoạt theo cú pháp của nó. Wow, một cái gục chà bá luôn, hàng gì nó công suất nó lớn. Ở đây mấy anh chị thấy là dòng điện phía sau là đuôi cao su, để cho như là nó hư cái bạc đạn nó cũng hư vỏ ha. Ở đây đầu lam cổ góp của nó rất là bóng và nó đổ lớp keo khăn ở đây luôn, để coi như là nó bảo vệ được cái phần này không bị chạy đầu lam. Đồ của đều quá đặc biệt, nó quấn dây rất là nhiều mấy anh chị, dây đồng của nó gần nhìn rất là sắc nét. Và cái gô to này thấy hơi lớn đấy, tại công suất nó lớn mà. Đây mấy anh chị mình sẽ thấy nè, 35mm ha, 35mm. Còn cái chiều dài của con này là nó dài bao nhiêu đây nè. Đây mấy anh chị thấy nè, 49mm đó, chiều dài, tức là con này nó làm về cái độ của nó rất là lớn ha. Rồi cái cánh gió đặc biệt mà thương hiệu của Mỹ đều quá, nó làm thiết kế một cánh gió mà tạo một cái áp lực gió rất là mạnh để nó giải nhiệt tốt cho cái máy này. Ở trên thì các anh chị thấy là bạc đạn của nó có một yếm sắt này, nó đẩy bạc đạn ha, nó giống như là nó đỡ cái máy lên, nó không bị tụt xuống ha. Rồi cái nhông của nó là siết bằng con tán trên đầu. Bây giờ mình sẽ coi về cái Sato, đây là cái yếm chắn gió tạo áp lực gió ha. Cái xa to của con này ở trong này mấy anh chị thấy nó đổ keo khằn lại hết luôn không? Đó, nó đổ keo khằn lại hết trơn luôn. Tức là nó giảm những cái tình trạng là bụi vô, nó chày xước cái dây này nó bị chạm, máy nó sẽ không bền. Nếu không có những cái lốp keo này thì đời quát nó tính thiết kế như thế này để nó bảo hành 3 năm lận mà. Nên là nó đồ của nó làm rất là chắc chắn. Còn cái mức giá của con này hiện tại á, nó mới vừa về hàng của Ấn Độ, mà nó mới vừa về nó bán là 1.050.000. Nhưng mà đưa qua Nhiên cái là Nhiên làm review giới thiệu nên Nhiên có một chương trình khuyến mãi cho các anh chị cô chú cực kỳ ấn tượng, với mức giá 990.000 cho một con máy mài 850W. Nói về sức độ mạnh, mức độ mạnh thì con này nó hơi trâu một xíu ha. Đó, mình sẽ lấy cầm, nếu mà các anh chị cắt cái tay vô cầm rất là chắc chắn luôn ha. Đó, mình có cái tay vô mình cầm rất là chắc chắn. Thương hiệu Mỹ mà, nói chung là cái con này á, nó phù hợp cho những anh chị nào mà công nghiệp đó, xài cài mà nó cài bừa nó trâu bò xíu thì quất con này là quá tuyệt vời luôn. Giá tại máy sử dụng như sẽ được khuyến mãi và được giảm giá, tức là 1.050.000 giảm còn 990.000 cho mấy anh chị. 5 anh chị đầu tiên mua con này chuyển tiền cho Nhiên như phi ship luôn, đó là chương trình còn khuyến mãi còn dữ nữa, còn đã nữa. Thì cái con này đảm bảo mấy anh chị xài một cái là ghiền luôn, đều quá không phải tự nhiên bảo hành 3 năm đâu mấy anh chị. Nói về mức độ dây đồng của nó đó, nó chịu nhiệt, cái nhiệt độ của nó chịu rất là cao. Tại vì Nhiên sửa nhiều máy nhưng biết những cái máy mà nó cạ cái xác cốt đó, nó cạ gô to nhưng nó đen thui luôn, không cháy dây là không cháy. Bởi vậy đều quát nó mới hơn người hẳn người ta là nó dám bảo hành 3 năm. Thì các anh chị có nhu cầu về sản phẩm này theo cái mức giá khuyến mãi này và cái chương trình này, như chỉ có được 10 con theo chương trình khuyến mãi như thế này thôi, và hết 10 con này thì Nhiên không còn cái chương trình giá khuyến mãi nữa mấy anh chị. Thì các anh chị cô chú mình có nhu cầu về sản phẩm này, liên hệ máy xây dựng Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên. Có những ý kiến như thế nào các anh chị cứ comment bên dưới. Thấy cái sản phẩm này ok tuyệt vời, cho Nhiên xin mỗi comment tuyệt vời. Rất là cảm ơn các anh chị cô chú đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Và bây giờ Nhiên xin bye bye.